1956. Vở diễn Cánh đồng đẫm máu là câu chuyện kể về cuộc xung đột tàn nhẫn diễn ra ở Thessaly vào đầu thế kỷ 20 giữa những người nông dân và địa chủ giàu có. Vào năm 1881, Thessaly hợp nhất với Hy Lạp là điều kiện để các nhà đầu tư giàu có của Hy Lạp mua các vùng đất màu mỡ của Thessaly. Tuy nhiên, sau khi giải phóng Thessaly, những người nông dân vẫn sống trong cảnh khốn cùng. Những người nông dân nghèo khó ở Thessaly không có tài sản, không có quyền và số phận nằm trong tay của các địa chủ. Họ chẳng khác gì những nô lệ dưới thời Trung Cổ dù cho đã nhiều lần đứng lên chống lại sự bất công. Nhiều người trong số họ đã bị đi đày và những người khác phải sống trên núi, bị coi như là những kẻ phạm pháp. Ở đất nước chúng tôi thì sự kết hợp giữa hình ảnh động và diễn xuất vẫn còn khá xa lạ. Do đó trong vở diễn của mình tôi đã kết hợp các yếu tố này lại. Bên cạnh đó sự kể chuyện và lối dẫn chuyện cũng như là các hiệu ứng sân khấu đằng sau của vở diễn cũng rất sống động và mới mẻ. Bằng những hình thức sân khấu khác nhau, các diễn viên nhà hát Thessaly Hy Lạp đã làm nổi bật lên chủ đề chính của vở kịch là việc chia đất cho nông dân khi thuật lại song song hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là vụ giết Marinos Antipas, một người bảo vệ quyền lợi nông dân nổi loạn. Câu chuyện thứ hai là về một gia đình địa chủ và cuộc xung đột nổ ra giữa hai anh em vì họ bảo vệ những giá trị khác nhau. Trong khi người anh trai Rigat tin tưởng vào sự kiểm soát toàn quyền đất đai và nông dân, thì người em trai Odysseus lại tin rằng đất đai nên thuộc về những người canh tác nó. Và xung đột tư tưởng ngày càng tồi tệ và lên đỉnh điểm khi họ cùng yêu một người phụ nữ. Là một người theo trường phái hiện đại thì tôi cảm thấy rất thích những thể loại sân khấu mới lạ và mang tính thử nghiệm như thế này. Nó giúp tôi được làm chính mình và không phải đọc lời thoại một cách vô hồn mà được hòa mình vào vở diễn. Qua vở Cánh đồng đẫm máu, những nghệ sĩ của Hy Lạp muốn đưa ra vấn đề muôn thuở về xung đột giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, từ đó giúp người xem nhận thức rõ ràng hơn về sự phân hóa giai cấp giàu nghèo và hướng tới một xã hội công bằng và dân chủ hơn.